Mùa thu là điều kỳ diệu của tạo hóa, là thời đoạn lạ lùng trong một năm. Mới đây thôi, bạn còn súng xính váy hoa, trốn nóng dưới những tán cây xanh mướt. Vậy mà sau một đêm thức dậy, bạn nhận ra chiếc lá đầu tiên trên cành cây ấy đã ngã vàng. Năm nay mùa thu đến muộn, có lẽ vì vậy mà mọi thứ cũng vội hơn bình thường. Tại các nước ôn đới, sự khác biệt giữa các mùa là rất lớn. Vì vậy nên mỗi một mùa qua đi, ta sẽ thấy được rõ những thay đổi của thời tiết dù là nhỏ nhất. Nếu giao mùa giữa đông và xuân, bạn nhận biết nhờ những chồi non trên cành và bãi cỏ phủ kín hoa cúc dại, thì đến giữa hè và thu, thảm lá vàng trải dài trên mặt đất sau một đêm thức giấc cho thấy rõ sự chuyển mình của đất trời bước vào nửa cuối cùng của năm. Bạn có từng xem qua những tấm hình chụp rừng cây lá đỏ mùa thu chưa? Mình may mắn được chứng kiến vẻ đẹp tuyệt diệu ấy ngay trước mắt. Không một lần nào mình kiềm chế được mà phải thốt lên câu cảm thán. Quả nhiên, mùa thu chính là món quà vô giá mà tạo hóa ban tặng cho con người. Đã là năm thứ 3 của mình ở Pháp và cũng là mùa thu thứ 3 của mình ở đất nước này. Thật ra mỗi khi nhắc đến mùa thu, chúng ta thường nghĩ đến mùa cây thay lá. Thế nhưng năm nay, mình lại phát hiện ra một nét quyến rũ mới của giai đoạn này. Đó chính là những cơn mưa giao mùa. Nắng thu đẹp thật đấy, nhưng không phải lúc nào bầu trời cũng trong xanh. Có những ngày cơn mưa buốt lạnh kéo đến khiến lòng người buồn miên man. Nhưng mình thì lại khác. Mình yêu mưa và yêu hơn cả những chiếc lá rụng thấm đẫm nước mưa bên hè đường. Mấy ngày này bầu trời thường xám xịt một màu sắc đặc trưng của mùa thu châu Âu. Tuy không rực rỡ như những ngày nắng ấm, nhưng tiết trời như vậy cũng mang một vẻ lãng đãng rất riêng, khiến ta vô thức muốn khoác lên tấm áo của người thi sĩ thích làm thơ. Mùa thu đến cũng là lúc trời tối vội và nhiệt độ giảm nhanh. Những lúc như vậy, thích nhất là được thưởng thức một món ăn ấm nóng, giống như người Hà Nội thường rủ nhau đi ăn ngô nướng, khoai nướng những ngày thời tiết se lạnh vậy. Đây là quán bánh crepe nổi tiếng của thành phố mà mình từng ghé vào hồi mới đến Pháp. Nay lại được dịp quay lại cùng cô giáo của mình. Ở đây người ta phục vụ cả bánh crepe ngọt và mặn. Bạn còn có thể gọi thêm một bình trà nóng để nhâm nhi nữa. Hôm nay mình phá lệ không dùng trà vì cô giáo muốn giới thiệu cho mình một thức uống truyền thống của Pháp tại quán. Đó chính là món bia làm từ lúa mì, pha thêm một chút nước táo ép. Chúng mình đã trải qua một buổi tối rất tuyệt vời, dành thời gian để trò chuyện linh tinh và học thêm nhiều điều mới về những nền văn hóa khác nhau. Quả thật, mùa thu tuy ngắn ngủi nhưng luôn sở hữu một nét đẹp riêng khiến tất cả mọi người đều không thể kìm lòng. Có lẽ cũng vì sự ngắn ngủi ấy mà chúng ta càng trân trọng hơn những phút giây đẹp đẽ như thế này. Những con đường với hàng cây lá vàng trải dài hai bên dường như là một sự ưu ái dành cho các nước ôn đới. Thật hạnh phúc biết bao khi tuổi trẻ của mình được chứng kiến và trải nghiệm những điều đẹp đẽ đến vô thực ấy.